Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Thì mình hiện tại đang ở đây là có thể nói là mình vừa mới tham gia một sự kiện của Asus xong. Sự kiện về màn hình của họ, workshop màn hình của họ được khoe về rất nhiều các loại màn hình đúng không? Nhưng mà cũng tiện đang cùng là Asus đúng không? Thì mình cũng sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm này. Đây là một chiếc điện thoại, chính xác hơn là chiếc ROG Phone 6 Ultimate. Và hãy cùng xem tại sao mình lại lựa chọn chiếc điện thoại này trong lúc chờ chiếc Series Max của mình về nhà nhá. Rồi, hãy giới thiệu qua đi, tại sao mình mua chiếc điện thoại này đúng không? Thì khoảng tầm 1-2 tháng trước ấy, thì chiếc Steam Deck cũng rất là khó để về hàng. Việc order này, việc đợi đồ này, việc từ ship từ US về với cả Việt Nam cũng rất là mất thời gian, rất mất là nhiều thứ đúng không? Nhiều loại phí, nhiều sự không đảm bảo. Thế nên là mình cũng đang cảm thấy rất là thiếu thốn về khoản chơi game. Mình muốn ra ngoài đường vẫn chơi game được. Thế đó chính là lý do tại sao mà mình đã mua chiếc ROG Phone 6 Ultimate này. Đấy, thì về vẻ bên ngoài đúng không? Chiếc ROG Phone 6 này đã được tinh gọn hơn rất là nhiều rồi. Nó vẫn rất là gamer nhá. Anh em nhìn này, những đường viền này, những đường cắt cạnh của nó này vẫn rất là gamer. Nó sẽ vẫn có những cái ví dụ như đây, màn hình OLED này, các giải LED Dare to Play dán chơi đúng không? Đấy, nhưng nó đã gọn hơn rất là nhiều so với cả những cái chiếc điện thoại cũ. Mình cảm thấy rằng chiếc điện thoại cũ đâu, nó nhìn chung rất là gamer, nó cực kỳ là gamer luôn. Nhưng chiếc điện thoại này mình cảm thấy rằng nếu mà anh em đeo đi đâu nhá, vẫn đều cực kỳ là tiện lợi và cực kỳ là nó vẫn có thể trộn lẫn vào với những chiếc điện thoại khác nhưng vẫn có những sự nổi bật đặc biệt luôn. Rồi, thì chiếc điện thoại này nó cầm nắn mình cảm thấy rất là chất lượng. Đằng sau thì là một cái chất liệu nhìn sờ rất là mượt nhá, nó không phải là trơn, nó rất là mượt, cảm giác thực sự rất là thích luôn, sờ rất là thích. Đằng trước thì ra sẽ có một chiếc màn hình rất là dài, rất là rộng để anh em có thể xem được những content 219 cực kỳ là thoải mái luôn. Và đặc biệt nhá, chiếc màn hình này đây là một chiếc màn hình có thể lên tới là 144Hz anh em nhá. Tức là với bất kỳ cái tựa game nào có hỗ trợ thì anh em có thể đẩy mức FPS lên mức cao như thế và khiến cho tựa game chúng ta chơi mượt mà rất là nhiều. Anh em tưởng tượng ra đấy, nhảy từ 60Hz lên tới 90Hz đó là một điều khá là tuyệt vời rồi. Nhảy lên 120Hz là một điều tuyệt vời hơn nữa rồi. Và đây, chiếc màn hình này đây gần như là có thể nói là một chiếc điện thoại dành như là gamer luôn. Tại vì nó lên là 144Hz. Chẳng hạn như với những tựa game như là PUBG New State này thì có thể lên tới những FPS như thế. Còn vẫn có những điểm trừ như là có những tựa game chưa hỗ trợ đến như vậy. Rồi, trải nghiệm dùng của mình trên chiếc máy này ấy, trong này đây là một chiếc Snapdragon 8 Gen 1 cộng. Thì cái điểm yếu của chiếc chip này ấy, là nó cực kỳ là nóng. Đấy, thế nên là với những chiếc điện thoại flagship mà chứa những con chip đấy thì mình có thể nói luôn, mình đảm bảo các bạn sau một thời gian ngắn sử dụng sẽ cảm thấy cực kỳ là giật lag. Và nó sẽ bị, tức là kiểu nó nóng quá, nó giảm xung, nó giảm hiệu năng, khiến cho điện thoại chúng ta không được khỏe mạnh như thế. Nhưng ROG thì khác. Mình xong trong những trải nghiệm của mình nhá, thì mình cũng phải công nhận, mình không muốn nói là theo kiểu gọi là ui quảng cáo Asus hay gì đâu, mà mình cũng phải công nhận vẫn có những cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy cái sự giật lag của chiếc điện thoại. Ví dụ như thỉnh thoảng mình đổi tab này, đổi này đổi kia này, đấy nó bị giật lag như thế. Nhưng đấy là cái lỗi của Android rồi. Nhưng khi mà nó mượt ý, thì nó cực kỳ là mượt luôn. Nó không chỉ là sự kết hợp giữa con CPU mà đồng thời nó là cái tần số, tức là cái độ nhạy của cái màn hình ấy khi mà mình nhận tín hiệu trên tay này và cái độ nhạy của màn hình nữa khiến cho cái trải nghiệm sử dụng của chiếc điện thoại này mượt mà đến vô cùng. Tất nhiên vẫn có những điểm trừ nhỏ nhỏ như vậy thôi. Thế và cái việc mà chơi game trên chiếc điện thoại này, sử dụng chiếc điện thoại này thường ngày đúng không, thì mình đánh giá rằng là nó chỉ ở mức, tuy nó mượt như thế nhá, nó chỉ là một mức B thôi. Bởi vì đây là một thiết bị đặc biệt, mình không gọi đây là điện thoại, mình sẽ gọi đây là một thiết bị đặc biệt dành cho những anh em nào cần một chiếc máy chơi game Android đem đi đem lại. Bởi vì nhá, một chiếc điện thoại như này đúng không, nó sẽ có đằng sau đây rồi 8K Ultra HD, một chia sensor 1/1.56 inch, ok. Nhưng mà nói thật, về quay phim và chụp ảnh trên chiếc điện thoại này không thể nào mà bằng được một chiếc như là một chiếc iPhone hay một chiếc Samsung được. Tất nhiên rồi, bởi vì đây là một chiếc điện thoại gaming phone mà, thế nên nó cực kỳ là đặc biệt cho những người nào chỉ muốn gaming thôi. Ví dụ như mình chỉ chơi game, mình gần như không bao giờ chụp ảnh, hoặc là nếu mà có chụp ảnh thì mình chỉ cần nó thật là nét thôi, thì sensor trên chiếc điện thoại này có thể đáp ứng được. Nếu mà anh em muốn tận hưởng media, muốn tận hưởng phim, muốn tận hưởng hình ảnh thì chiếc điện thoại này cực kỳ là đẹp luôn. Anh em có thể để ý nhá, đây là màn hình OLED, không nói làm gì, nhưng vẫn có phần gọi là phần chán đây và phần cằm cực kỳ là dày. Đơn giản là sao? Bởi vì nằm trên này đây là một cặp loa stereo cực kỳ là mạnh mẽ. Nếu mà anh em nào mà chưa từng được sử dụng một chiếc điện thoại nào gọi là xịn sò ấy, anh em nghe, anh em bật cái con này lên, bật YouTube lên để loa mắc cho mình. Mình có thể đảm bảo rằng anh em chưa từng bao giờ nghe được một cái âm thanh nào nó tốt đến thế, nó to đến thế từ một chiếc điện thoại. Mà nó không phải to theo cái kiểu gọi là to tệ đâu nhá, to như kiểu là laptop dởm đâu nhá, mà là to theo kiểu vẫn đầy đủ treble, mid và bass.
rất là đầy đủ luôn. Vậy nên chiếc điện thoại này sẽ là một chiếc điện thoại cực kỳ phù hợp với những em nào chơi game hoặc là tận hưởng media ở trên một chiếc gọi là thiết bị portable như này. Và những cái điểm đặc biệt trên chiếc điện thoại này ấy, chúng ta sẽ có này, hai cổng USB-C sạc và vẫn còn cho đến bây giờ nhé, 2022 này nhé, vẫn còn cổng audio. Bởi vì là một chiếc điện thoại gaming như này thì chắc chắn là anh em sẽ không bao giờ sử dụng một cái tai nghe không dây, đúng không? Bởi vì bất kỳ tai nghe không dây nào, kể cả gọi là YouTube aptx low latency đi, thì vẫn sẽ có những delay và không thể nào bằng một chiếc tai nghe có dây được. Thế nên việc Asus để lại một cái lỗ như này là mình hoàn toàn thấy hợp lý nhá. Hoặc anh em nếu muốn tận hưởng những cái âm nhạc tốt hơn, đúng không, cắm những tai nghe có lượng amperage cao lên để có thể tận hưởng được những cái trải nghiệm audiophile tuyệt vời nhất. Và cùng tất nhiên rồi, chơi game, một chiếc điện thoại chơi game thì phải chơi game, đúng không? Thì trên chiếc ROG Phone 6 này sẽ có rất là nhiều các phụ kiện khác nhau. Đây, chẳng hạn như một trong những cái phụ kiện mà anh em có thể mua, đó chính là chiếc sò nóng lạnh. Đây, mình gắn nó cho anh em xem. Đây, sò nóng lạnh nhá, đây là cái sò của Asus này. Và mình có thể cài vào khu vực này, cài một phát là Lê Văn Song. Đấy, và mình có thể bật RGB ở trên này luôn. Sáng chưa? Đấy, anh em nhìn thấy sáng RGB không? Thì ok, gaming trên chiếc điện thoại như này thì mình có thể nói là trải nghiệm gaming cực kỳ là chất lượng. Thứ nhất nhá, cái bản thân chiếc điện thoại nó đã có thể tự giữ cho mình mát rồi, nhưng việc sở hữu một chiếc sò nóng lạnh như này khiến cho cái CPU chúng ta có thể hoạt động còn mát hơn và giữ mức xung ở mức cao nhất khi mà hoạt động. Thế và cái này sẽ có những cái chiếc điện thoại này sẽ có những tính năng đặc biệt dành cho gamer nhá. Chẳng hạn như hai bên này sẽ có Air Trigger, tức là nếu mà anh em muốn để gắn những cái phím ấy vào các khu vực ở trên màn hình này, kiểu một bên này là ngắm này, bên này là bắn này, thì có thể dùng Air Trigger để làm điều đấy. Nhưng việc có sở hữu thêm cái sò nóng lạnh nhá, sẽ còn thêm tổng cộng là 4 nút nữa, 2 nút hông, 2 nút dưới này nữa, khiến cho chúng ta có thể bấm lên tới là 1, 2, 3, 4, 5, 6 nút đó. Đấy, bởi vì bây giờ anh em tưởng tượng nhá, game thì bây giờ đúng không, ngoài lửa chùa đi, thì các tựa game đều theo cái hình thức win, pay to có skin thôi, chứ không phải là pay to win nữa. Thế nên là để có thể tăng được cái khả năng thắng, tăng được khả năng chiến thắng của mình ấy, thì cái việc mà anh em cần làm đó chính là đầu tư cho mình một bộ kia thực kỳ xịn sò. Đây, ROG là như vậy. Sẽ còn có một vài cái chiếc điện thoại nữa, à một vài thiết bị nữa cho chiếc điện thoại nữa cơ. Ví dụ như là tay cầm, đúng không? Nó vẫn tương thích một cách hoàn toàn với cái này nhá. Nó sẽ là một cái vỏ ốp như này, nhưng sẽ có hai cái rìa bên này này, để anh em cài phát như Nintendo Switch vậy, và anh em có thể chơi thoải mái luôn, có thể bay nút bay nụp các thứ kiểu. Và nếu mà anh em muốn này, để từ mình vào bật game nhá. Đấy, nếu mình muốn này, mình có thể kéo từ bên góc này và hiện lên những cái chế độ, những cái setting để giúp chúng ta có thể chơi game được tốt nhất. Đấy, ví dụ như là thời tốc độ làm mới của màn hình này, tần số quét của màn hình này, chặn điều hướng này, không cảnh báo, không cuộc gọi này, khóa độ sáng này, rồi thì tăng tốc ghi hình này, macro vân vân. Và cái phụ kiện đấy thực sự có thể nói là một cái thiết kế cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đơn giản nhá, tại vì Asus ROG Phone này nó sẽ không phải là bo mạch bên trên này, mà nó là bo mạch ở nằm bên giữa anh em nhá, nằm bên giữa này. Đấy, và hai phần này là hai phần pin, khiến cho pin chúng ta sạc nhanh hơn. Và cái sò nóng lạnh có thể kết nối trực tiếp với cả cái khung bo mạch này và làm mát CPU một cách trực tiếp luôn. Đấy, thiết kế thông minh như thế cơ mà. Nói chung nhá, sở hữu như chiếc điện thoại này gần như có thể nói là chí tình luôn. Đấy, gần như có thể gọi là chí tình luôn. Thôi, nếu anh em hứng thú với cái sản phẩm đấy thì Hacom chúng mình cũng có bán phiên bản ROG 6 thường như vậy, theo mình biết là như thế, và chắc là cũng sẽ có bán kèm phụ kiện thôi. Hy vọng là những sản phẩm đấy có thể dễ dàng về tay anh em. Đây là một chiếc điện thoại tốt, mình có thể đánh giá là đây là một chiếc điện thoại tốt, đúng không? Trải nghiệm dùng tốt, mọi thứ dùng tốt, chụp ảnh thì không đến mức tuyệt vời lắm, nhưng mà chơi game thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Xem YouTube, xem phim, ui dồi ôi, quá đỉnh cao luôn. Thế nên là nó chỉ dành cho một số đối tượng rất là đặc biệt anh em nhá, một số đối tượng cực kỳ là đặc biệt luôn. Nếu anh em là đối tượng đấy thì hãy tham quan Hacom này nhá. Rồi, còn nếu mà anh em cảm thấy video là hay và hấp dẫn, background hay ho, sự kiện vui vẻ thì hãy bấm like và subscribe nhá. Cuối cùng thì cảm ơn anh em, hẹn gặp anh em tại video sau nha.